gặp nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chính Tính vào chiều ngày 15 tháng 3. Trong Ăn Kẹt Sợp Đi, cuộc trò chuyện với nam diễn viên lừng lẫy một thời, nhiều lần bị gián đoạn bởi những cơn ho sặc sụa, khiến cho ông phải vào trong lấy thuốc uống. Người đàn ông đẹp nhất nhì màn bạc tiếng tăm lẫy lừng cơ ngơi, không diễn viên nào sánh kịp, vậy mà trong phút chốc tiêu tan như bọt biển. Nữ nần chồng chất là phải đối mặt với nguy cơ ra đường ở. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chính Tính gần như kiệt sức, gặp ông vào chiều ngày 15 tháng 3, tức một ngày sau khi ra viện vì các căn bệnh tim, gan, tiểu đường hành hạ. Nam diễn viên này kẹt sộp đi và tiêu tụy rất rõ. Trong câu chuyện với chúng tôi thì toàn ông lại ho sặc sụa. Nam diễn viên ván bài lật ngựa cho biết phụ kiện gần đây đã khiến cho ông buồn bã suy sụp. Suốt thời gian qua, thậm chí trong lần đi quay phim mới đây, nam diễn viên 62 tuổi này từng hai lần đi cấp cứu và nhiều lần ngất xỉu trên phim trường vì sức khỏe yếu và tinh thần suy sụp. Đây có thể xem là giai đoạn bi đát nhất của cuộc đời của tôi. Các hai vợ chồng phải đứng trước nguy cơ ra đường ở, nam diễn viên chia sẻ. Sức khỏe yếu, mấy năm nay làm phim lại thua lỗ, Nguyễn Chính Tính phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè người thân. Cô con gái lương tháng vài triệu đồng nên chỉ có thể giúp đỡ bố mẹ phần nào. Cậu con trai cũng có khó khăn riêng nên khó lòng cán đáng được số tiền nợ khổng lồ. Cũng may một số bạn bè thân thiết đã giang tay giúp đỡ, mỗi ngày vài ba triệu để tôi duy trì đến hôm nay. Nhưng thú thực, sống vậy không khác gì ăn mày, phải chờ sự giúp đỡ của người khác, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chính Tính nói. Để duy trì cuộc sống, hai vợ chồng ông đã phải bán đi khá nhiều tranh tượng quý trong nhà. Chiếc xe hơi mua trả góp nhưng không còn khả năng chi trả nên đã bị lấy đi cách đây một tuần. Ông rầu rĩ không còn tiền còn bạc, biết đi đâu bây giờ, nên chỉ mong được tạm hoãn thi hành án vài tháng để tôi có thể điều trị bệnh và tìm chỗ ở mới. Chính Tính bây giờ sống trong một căn nhà thuê trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Giấc mộng làm phim đưa ông đến cảnh khốn cùng này. Ngôi nhà gắn bó mấy chục năm đành cấn nợ, đến cây kiện cũng phải bán đi. Chính Tính nhả khói thuốc cười nói, đến lúc phải dọn tất cả đồ đạc cũng không nghĩ là mình đã mất nhà. Dọn xong rồi chú mới bần thần nhìn mấy cột cây kiện chăm sóc suốt bao nhiêu năm, giờ không thể mang tới chỗ mới đành phải bán đi. Chính Tính kể có cây giá trị lên đến vài chục triệu, nhưng rồi cũng phải bán đổ bán tháo, chỉ tầm 10 triệu hoặc ít hơn. Cây cỏ cũng là bạn bè, ai chơi cây kiện lâu năm sẽ hiểu cái cảm giác bán nó đi như là chia tay một người bạn. Chính Tính tặc lưỡi tiếc nuối. Tiền bán một số đồ quý trong nhà, với số tiền gần 700 triệu khán giả ủng hộ, Chính Tính đem đi trả nợ hết. Hạng phim Chính Tính, ông đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt vào đây, nhưng ngày chuyển nhà đi cũng là ngày tuyên bố phá sản. Họ vô đơn chí, vừa mới sửa soạn thanh toán nợ nần thì ông nhận được tin phải tiếp tục đóng phạt tiền thuế thêm 200 triệu đồng. Cảnh nhà thiếu trước hụt sau, nợ nần chồng chất, tuổi già thêm kiệt vệ. Chính Tính thở dài, tuổi già ai chẳng bệnh này bệnh kia. Lúc còn ở nhà cũ, chú ngất hoài, lo đến mức khủng hoảng tinh thần, nhưng giờ thì quen rồi. Nếu mà có chuyện gì nữa thì thêm khổ vợ con, nên gắng gượng đi làm kiếm tiền. Cứ mỗi đêm, Nguyễn Chính Tính và vợ là bà Bích Trâm lại cùng nhau đi hát phòng trà. Trước khi trở thành diễn viên tung hoành màn bạc, Chính Tính xuất thân là ca sĩ, với giọng hát ấm trầm phong cách lịch lãm. Nếu không chuyển hướng đóng phim, có thể làng sân khấu ca nhạc lại ghi thêm cái tên Nguyễn Chính Tính. Chính Tính nhớ lại thổ kiếm tiền như nước. Hồi xưa chú đi hát phòng trà, thù lao gần 20 cây vàng mỗi tháng. Đóng một bộ phim thì cách xê cả trăm cây chứ không ít. Tích lũy bao nhiêu năm thì mở được hạng phim. Thời đó qua rồi, giờ đi hát khán giả còn rất thương, vậy cũng hạnh phúc. Bán quán nhậu kiếm tiền. Ngồi cạnh Chính Tính nghe ông kể chuyện tiếng tăm ngày xưa là càng thấy người nghệ sĩ già hắc hiu bóng xế. Ông nói nghệ sĩ nào cũng sĩ diện hết. Ngày xưa kiếm tiền tiêu xài như ông hoàng, giờ phải tằn tiện, mấy ai quen được. Nhưng Chính Tính còn có khán giả thương, còn các cái nghề là chưa đến đường cùng. Hát phòng trà thù lao quá thấp, Nguyễn Chính Tính chuyển sang kinh doanh, không đủ tiền. Nhưng có nhiều người góp sức, cuối cùng Chính Tính quyết định sẽ mở một quán nhậu trên đường Trung Quyền, quận 3 để bán kiếm sống qua ngày. Chính Tính cười nói, ban đầu không có tiền thuê đầu bếp, chắc để vợ tôi nấu nướng, tôi cũng phụ thêm, chủ yếu phục vụ anh em trong nghề, có nơi tụ họp ăn uống chuyện trò, chứ mà mở rộng ra chắc hai vợ chồng già kham không nổi. Ngoài chuyện đi hát rồi dự định kinh doanh để kiếm sống, Nguyễn Chính Tính còn miệt mài viết kịch bản phim. Ông khoe mới gửi kịch bản phim dài 30 tập cho đài truyền hình và đang chờ được duyệt. Ngôi nhà Nguyễn Chính Tính ở cùng vợ và con gái không có bất kỳ vật quý giá nào, ngoài những đồ nội thất thân quen dọn qua từ căn biệt thự cũ. Từ khi biết nam tài tử lừng lẫy một thời dọn đến chung cư ở mướn, người dân xung quanh vẫn thường ghé thăm ông. Khi thì cho nải chuối chén chè, cái bánh quê lấy thảo, Chính Tính nhận hết tấm lòng người hâm mộ vẫn dành cho ông. Một thời hào hoa, tiền tiêu xài không hết, mỗi ngày Chính Tính đều phải đau đầu tìm cách chối từ lời tỏ tình
của các cô gái trẻ. Ông nhìn vợ cười, hào hoa lắm, có khi sa ngã nọ kia, nhưng Bích Trâm hiền và kiên định quá rồi, chú cũng về với vợ. Nghĩ lại thấy giật mình, hồi xưa mình còn lý trí chứ mằng chạy theo, đam mê, bỏ Bích Trâm, thì giờ đây một thân một mình, còn buồn đến nhường nào. Bà Bích Trâm cũng cười, nụ cười hằn những lo âu của người phụ nữ, sở hữu một trong những đệ nhất hào hoa, màn ảnh Việt. Lại hỏi ông, một thời xe hơi đưa rước, đi tới đâu tiền hô hậu ổn, giờ phải phục vụ quán nhậu, có buồn không? Nghe vài Nguyễn Chánh Tính cười lớn, như chú nói nãy giờ đó, buồn cũng qua lâu rồi, giờ phải tính cách để mà kiếm sống, buồn mãi được sao, con cái nó cũng lo cho mình được, nhưng còn sức khỏe là còn làm, bán quán nhậu chứ có phải lấy gì của ai đâu mà phải xấu hổ. Nghệ sĩ người ta kinh doanh tay trái đầy ra con ơi, ai rồi cũng phải già, giữ mãi phong độ, đóng nam chánh hoài được sao. Sống vì phim, chết cũng vì phim, khán giả Việt biết đến nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính như là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim tài hoa. Ông từng gây ấn tượng mạnh với khán giả điện ảnh Việt Nam và qua diễn xuất sắc trong phim Ván Bài Lật Ngựa và nhiều bộ phim Việt Nam đình đám một thời. Thế nhưng ở tuổi 62, người nghệ sĩ tài hoa này lại mang trong mình nhiều căn bệnh và đang phải đối mặt với nguy cơ vô gia cư. Nguyễn Chánh Tính nói về việc xuất phát từ bộ phim Dòng Máu Anh Hùng sản xuất năm 2007. Khi đó Chánh Tính đã thế chấp căn nhà mà ông đang ở để lấy 8,5 tỷ đồng hùn hạp với người nhà thực hiện một bộ phim này. Điều đáng nói là dù sau đó phim thành công về mặt nghệ thuật và thắng lợi về mặt doanh thu trong nước, nhưng lại gặp phải vấn nạn sao chép lậu ở nước ngoài, dẫn đến không thu hồi lại được vốn. Khi đó chúng tôi có làm việc với FBI, nhưng được biết để theo đuổi vụ kiện này phải tốn gần 500.000 USD. Nếu những kẻ sao chép có tiền thì họ còn đền cho mình, còn gặp kẻ vô sản thì cũng coi như tốn thêm tiền mà không được gì, nên chúng tôi đành ngậm ngùi thua lỗ. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính cho biết, cũng chính từ đây gia đình ông phải gồng gánh số nợ lớn từ ngân hàng. Mấy năm đầu tôi còn ráng làm lụng để trả nợ ngân hàng, nhưng càng về sau, làm ăn thua lỗ, gặp chuyện gì cũng lụng bại. Dự án trồng rau sạch ở Lâm Đồng chưa bắt đầu đã trắng tay, dẫn đến không còn khả năng chi trả. Nam diễn viên Ván Bài Lật Ngựa chia sẻ, trong khi số nợ ngân hàng lên đến hơn 10 tỷ đồng, thì Chánh Tính còn vướng vào vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, dẫn đến việc ngày 20 tháng 3 tới đây, ông buộc phải giao lại căn nhà mà mình gắn bó hơn 40 năm nay cho ngân hàng. Những bộ phim gần đây có sự tham gia của ông cũng từ huề đến lỗ, trong đó bộ phim Hiệp Sĩ Quốc Phong do Nguyễn Chánh Tính đạo diễn thua lỗ hoàn toàn do không biết cách quảng cáo. Ông bảo thành công với nghệ thuật, nhưng cũng chính niềm đam mê nghệ thuật đã giết chết tôi. Họ lừa tôi rồi trở mặt trắng trợn. Chia sẻ nhiều hơn về hoàn cảnh của mình, Nguyễn Chánh Tính cho biết sau khi phải gánh chịu món nợ lên đến hàng tỷ đồng từ chi phí sản xuất bộ phim Dòng Máu Anh Hùng, một vị lãnh đạo trong ngân hàng Phương Nam khuyên ông thế chấp căn nhà mà mình đang ở với giá 8 tỷ đồng để trả nợ. Đồng thời người này cũng hứa cho ông mượn thêm 4 tỷ đồng để mua một căn hộ nhỏ ở vùng ven sống tạm. Nghe lời gợi ý có vẻ hợp lý, kèm theo sự tin tưởng hết lòng với người bạn của mình, nam diễn viên đồng ý giao hết giấy tờ mà không mảy may suy nghĩ. Tuy nhiên theo lời kể của ông, sau khi thủ tục hoàn tất, ông này bất ngờ trở mặt trắng trợn. Lời hứa cho mượn 4 tỷ cũng chưa bao giờ được thực hiện. Lúc đó tôi nghĩ một người có chức vụ trong ngân hàng chẳng lẽ đi hại nhau, vậy mà giờ đây tôi lại phải chịu uất ức như thế này vì cả tin và không nắm chắc pháp luật, ông tâm sự. Nguyễn Chánh Tính cho biết dù biết rõ mình bị lừa, nhưng vì không có bằng chứng nên giờ đây không thể kháng cự. Ông chỉ mong có thể hoãn được lệnh thi hành án để giữ được chốn lương thân ngày nào hay ngày nấy, cũng như có điều kiện kiếm tiền trả nợ. Ông buồn bã kể thêm, khi ông ấy không giữ lời hứa, tôi còn năn nỉ cho mượn tạm 1 tỷ để chống trọi tạm thời, vậy mà không được. Trước giờ tôi chưa bao giờ lâm vào cảnh này. Ngày xưa thời huy hoàng còn giúp người ta trả nợ, vậy mà bây giờ đây lại bị đạp thế này. Nói là nói vậy nhưng Nguyễn Chánh Tính vẫn nặng tình với phim ảnh. Những năm gần đây ông vẫn gắn bó với phim trường, có khi là ở vai trò diễn viên, có khi là đạo diễn hay nhà sản xuất. Mới đây ông vừa tham gia bộ phim truyền hình dài 30 tập mang tên Đại ca U70. Nhắc lại thời hoàng kim của mình, ông cười bảo không có gì phải tủi thân hay luyến tiếc cảm. Cuộc sống mà, ai mà chẳng có lúc này, lúc khác. Như bây giờ, già thì mình đóng vai già có gì đâu. Mặc dù rơi vào hoàn cảnh bi đát, nhưng trong câu chuyện với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính, ông vẫn thường xuyên nói đùa, hỏi ông có từng rơi nước mắt trước hoàn cảnh của mình chưa. Nam diễn viên này cười bảo, đàn ông con trai khóc cái gì, tôi chỉ khóc vì tình thôi. Ông cũng tự hào khoe rằng, nhìn vậy thôi chứ tôi vẫn còn hát được, vẫn còn đứng trên sân khấu ngon lành. Sắp tới đây tôi và một số bạn bè có dự định sẽ làm một số đêm nhạc, gọi là Nguyễn Chánh Tính trở lại ca hát. Ở giai đoạn cuối đời rồi, tôi muốn tái ngộ khán giả khi bản thân còn cầm cự được. Theo dự kiến, Nguyễn Chánh Tính sẽ trở lại sân khấu ca nhạc vào tháng 4 hoặc tháng 5. Đây cũng là cách ông vượt qua những khó khăn trước mắt. Hiện tại, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đang giúp ông thu âm 10 ca khúc để ra mắt trong dịp này.
Idol cũng phải già, danh tính là 63 tuổi, khởi nghiệp lại từ đầu, có lẽ còn rất khó. Chỉ mong đường chiều của nghệ sĩ sẽ bình yên bớt đi những bất trắc ở đời. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn. Đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại. Gặp nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính vào chiều ngày 15 tháng 3. Trong ăn kèo sợp đi, cuộc trò chuyện với nam diễn viên lừng lẫy một thời, nhiều lần bị gián đoạn bởi những cơn ho sặc sụa, khiến cho ông phải vào trong lấy thuốc uống. Người đàn ông đẹp nhất nhì màn bạc tiếng tăm lẫy lừng cơ ngơi, không diễn viên nào sánh kịp, vậy mà trong phút chốc tiêu tan như bọt biển. Nửa lần chồng chất là phải đối mặt với nguy cơ ra đường ở. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính gần như kiệt sức, gặp ông vào chiều ngày 15 tháng 3. Tức một ngày sau khi ra viện vì các căn bệnh tim, gan, tiểu đường hành hạ. Nam diễn viên này kề sợp đi và tiêu tụy rất rõ. Trong câu chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng ông lại ho sặc sụa. Nam diễn viên ván bài lật ngửa cho biết phụ kiện gần đây đã khiến cho ông buồn bã suy sụp. Suốt thời gian qua, thậm chí trong lần đi quay phim mới đây, nam diễn viên 62 tuổi này từng 2 lần đi cấp cứu và nhiều lần ngất xỉu trên phim trường vì sức khỏe yếu và tinh thần suy sụp. Đây có thể xem là giai đoạn bi đát nhất của cuộc đời của tôi. Các hai vợ chồng phải đứng trước nguy cơ ra đường ở, nam diễn viên chia sẻ. Sức khỏe yếu, mấy năm nay làm phim lại thua lỗ, Nguyễn Chánh Tính phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Cô con gái lương tháng vài triệu đồng nên chỉ có thể giúp đỡ bố mẹ phần nào. Cậu con trai cũng có khó khăn riêng nên khó lòng cán đáng được số tiền nợ khổng lồ. Cũng may, một số bạn bè thân thiết đã giang tay giúp đỡ, mỗi ngày vài ba triệu để tôi duy trì đến hôm nay. Ngoài chuyện đi hát rồi dự định kinh doanh để kiếm sống, Nguyễn Chánh Tính còn miệt mài viết kịch bản phim. Ông khoe mới gửi kịch bản phim dài 30 tập cho đài truyền hình và đang chờ được duyệt. Ngôi nhà Nguyễn Chánh Tính ở cùng vợ và con gái không có bất kỳ vật quý giá nào, ngoài những đồ nội thất thân quen dọn qua từ căn biệt thự cũ. Từ khi biết nam tài tử lần lẫy một thời dọn đến chung cư ở mướn, người dân xung quanh vẫn thường ghé thăm ông. Khi thì cho nải chuối chén chè, cái bánh quê lấy thảo, Chánh Tính nhận hết tấm lòng người hâm mộ vẫn dành cho ông. Một thời hào hoa, tiền tiêu xài không hết, mỗi ngày Chánh Tính đều phải đau đầu tìm cách chối từ lời tỏ tình của các cô gái trẻ. Ông nhìn vợ cười, hào hoa lắm, có khi sa ngã nọ kia, nhưng Bích Trâm hiền và kiên định quá rồi, chú cũng về với vợ. Nghĩ lại thấy giật mình, hồi xưa mình còn lý trí chứ mằng chạy theo, đam mê bỏ Bích Trâm, thì giờ đây một thân một mình, còn buồn đến nhường nào. Bà Bích Trâm cũng cười, nụ cười hằn những lo âu của người phụ nữ, sở hữu một trong những đệ nhất hào hoa, màn ảnh Việt. Lại hỏi ông, một thời xe hơi đưa rước, đi tới đâu tiền hô hậu ủng, giờ phải phục vụ quán nhậu, có buồn không? Nghe vậy Nguyễn Chánh Tính cười lớn, như chú nói nãy giờ đó, buồn cũng qua lâu rồi, giờ phải tính cách để mà kiếm sống, buồn mãi được sao, con cái nó cũng lo cho mình được, nhưng còn sức khỏe là còn làm, bán quán nhậu chứ có phải lấy gì của ai đâu mà phải xấu hổ. Nghệ sĩ người ta kinh doanh tay trái đầy ra con ơi, ai rồi cũng phải già, giữ mãi phong độ, đóng nam chánh hoài được sao? Nhưng thú thực, sống vậy không khác gì ăn mày, phải chờ sự giúp đỡ của người khác, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính nói. Để duy trì cuộc sống, hai vợ chồng ông đã phải bán đi khá nhiều tranh tượng quý trong nhà. Chiếc xe hơi mua trả góp nhưng không còn khả năng chi trả, nên đã bị lấy đi cách đây một tuần. Ông rầu rĩ, không còn tiền còn bạc, biết đi đâu bây giờ, nên chỉ mong được tạm hoãn thi hành án vài tháng để tôi có thể điều trị bệnh và tìm chỗ ở mới. Chánh Tính bây giờ sống trong một căn nhà thuê trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Giấc mộng làm phim đưa ông đến cảnh khốn cùng này. Ngôi nhà gắn bó mấy chục năm đành cấn nợ, đến cây kiện cũng phải bán đi. Chánh Tính nhả khói thuốc cười nói, đến lúc phải dọn tất cả đồ đạc cũng không nghĩ là mình đã mất nhà. Dọn xong rồi chú mới bần thần nhìn mấy cột cây kiện chăm sóc suốt bao nhiêu năm, giờ không thể mang tới chỗ mới đành phải bán đi. Chánh Tính kể, có cây giá trị lên đến vài chục triệu, nhưng rồi cũng phải bán đổ bán tháo, chỉ tầm 10 triệu hoặc ít hơn. Cây cỏ cũng là bạn bè, ai chơi cây kiện lâu năm sẽ hiểu cái cảm giác bán nó đi như là chia tay một người bạn. Chánh Tính tặc lưỡi tiếc nuối. Tiền bán một số đồ quý trong nhà, với số tiền gần 700 triệu khán giả ủng hộ, Chánh Tính đem đi trả nợ hết. Hạng phim Chánh Tính, ông đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt vào đây, nhưng ngày chuyển nhà đi cũng là ngày tuyên bố phá sản. Họ vô đơn chí, vừa mới sửa soạn thanh toán nợ nần thì ông nhận được tin phải tiếp tục đóng phạt tiền thuế thêm 200 triệu đồng. Cảnh nhà thiếu trước hụt sau, nợ nần chồng chất,
tuổi già thêm kiệt vệ. Sống vì phim, chết cũng vì phim, khán giả Việt biết đến nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính như là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim tài hoa. Ông từng gây ấn tượng mạnh với khán giả điện ảnh Việt Nam và quay diễn xuất sắc trong phim Ván Bài Lật Ngựa và nhiều bộ phim Việt Nam đình đám một thời. Thế nhưng ở tuổi 62, người nghệ sĩ tài hoa này lại mang trong mình nhiều căn bệnh và đang phải đối mặt với nguy cơ vô gia cư. Nguyễn Chánh Tính nói về việc xuất phát từ bộ phim Dòng Máu Anh Hùng sản xuất năm 2007. Khi đó Chánh Tính đã thế chấp căn nhà mà ông đang ở để lấy 8,5 tỷ đồng hùn hạp với người nhà thực hiện một bộ phim này. Điều đáng nói là dù sau đó phim thành công về mặt nghệ thuật và thắng lợi về mặt doanh thu trong nước, nhưng lại gặp phải vấn nạn sao chép lậu ở nước ngoài, dẫn đến không thu hồi lại được vốn. Khi đó chúng tôi có làm việc với FBA, nhưng được biết để theo đuổi vụ kiện này phải tốn gần 500.000 USD. Nếu những kẻ sao chép có tiền thì họ còn đền cho mình, còn gặp kẻ vô sản thì cũng coi như tốn thêm tiền mà không được gì, nên chúng tôi đành ngậm ngùi thua lỗ. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính cho biết, cũng chính từ đây gia đình ông phải gồng gánh số nợ lớn từ ngân hàng. Mấy năm đầu tôi còn ráng làm lụng để trả nợ ngân hàng, nhưng càng về sau làm ăn thua lỗ, gặp chuyện gì cũng lụng bại. Dự án trồng rau sạch ở Lâm Đồng chưa bắt đầu đã trắng tay, dẫn đến không còn khả năng chi trả. Nam diễn viên Ván Bài Lật Ngựa chia sẻ, trong khi số nợ ngân hàng lên đến hơn 10 tỷ đồng, thì Chánh Tính còn vướng vào vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, dẫn đến việc ngày 20 tháng 3 tới đây, ông buộc phải giao lại căn nhà mà mình gắn bó. Chánh Tính thở dài, tuổi già ai chẳng bệnh này bệnh kia, lúc còn ở nhà cũ, chú ngất hoài, lo đến mức khủng hoảng tinh thần, nhưng giờ thì quen rồi, nếu mà có chuyện gì nữa thì thêm khổ vợ con, nên gắng gượng đi làm kiếm tiền. Cứ mỗi đêm, Nguyễn Chánh Tính và vợ là bà Bích Trâm lại cùng nhau đi hát phòng trà. Trước khi trở thành diễn viên tung hoành màn bạc, Chánh Tính xuất thân là ca sĩ, với giọng hát ấm trầm, phong cách lịch lãm. Nếu không chuyển hướng đóng phim, có thể làng sân khấu ca nhạc lại ghi thêm cái tên Nguyễn Chánh Tính. Chánh Tính nhớ lại thổ kiếm tiền như nước, hồi xưa chú đi hát phòng trà, thù lao gần 20 cây vàng mỗi tháng. Đóng một bộ phim thì cách xê cả trăm cây chứ không ít, tích lũy bao nhiêu năm thì mở được hạng phim. Thời đó qua rồi, giờ đi hát khán giả còn rất thương, vậy cũng hạnh phúc. Ban quán nhậu kiếm tiền. Ngồi cạnh Chánh Tính nghe ông kể chuyện tiếng tăm ngày xưa là càng thấy người nghệ sĩ già hắc hiu bóng xế. Ông nói nghệ sĩ nào cũng sĩ diện hết, ngày xưa kiếm tiền tiêu xài như ông hoàng, giờ phải tằn tiện, mấy ai quen được. Nhưng Chánh Tính còn có khán giả thương, còn các cái nghề là chưa đến đường cùng. Hát phòng trà thù lao quá thấp, Nguyễn Chánh Tính chuyển sang kinh doanh không đủ tiền, nhưng có nhiều người góp sức, cuối cùng Chánh Tính quyết định sẽ mở một quán nhậu trên đường Trung Quyền, quận 3 để bán kiếm sống qua ngày. Chánh Tính cười nói, ban đầu không có tiền thuê đầu bếp, chắc để vợ tôi nấu nướng, tôi cũng phụ thêm, chủ yếu phục vụ anh em trong nghề, có nơi tụ họp ăn uống chuyện trò, chứ mà mở rộng ra chắc hai vợ chồng già kham không nổi.